Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Octogeddon nha anh em ơi. Thì mình đã mở khóa được thêm 3 loại đầu mới và trong đó là một cái đầu của con cá mập, cá nhà táng với có một cái sừng ở bên này. Rất là dị luôn anh em ạ, và mình sẽ review cả 3 cái đầu với cho anh em xem nhé. Chúng ta đang sử dụng đến 100 cái đầu của cá voi nhà táng. Ui, không bán được đúng không anh em? Chắc chắn là không bán được. Ui, vãi nồi cái gì đấy, vãi đạn, sao là cái sừng của nó dài vãi nồi thôi anh em ạ. Đây là đầu mạnh nhất chăng? Lên đầu còn mạnh hơn cả đầu của khủng long à. Ui, ảo thế, nhìn ảo ấy anh em. Bỏ tàng hình, bỏ tàng hình anh em ơi. Tàng hình thì không vấn đề gì, còn không nó còn có cả cái tia nước gì đó anh em ạ, nhìn ảo lắm ý. Ảo và nó đẹp đấy anh em, rất là chất lượng luôn. Nó xa. Tại sao tôi mất một máu? Tại sao tôi mất một máu nhỉ? Hình như tôi đâm vào cái máy bay không người lái hay như thế nào đấy thì phải. Khỏe quá anh em ơi. Và cái này nó không phải là duy trì liên tục đâu anh em ạ, nó sẽ lên lúc xuống ấy. Cái sừng của nó kìa, hay thật sự luôn nhỉ. Có con mới này là con Snapping Turtle. Còn đấy chắc ngày mai mình sẽ review cho anh em xem con Snapping Turtle nhé. Mình chưa có cái khiêng hay cái mũ nhỉ, để đỡ mất máu ấy nhỉ. Như thế này thì mất nhiều máu lắm. Ok, chúng ta vẫn còn 5 mạng để chiến đấu cơ. Mình hoàn toàn có thể mốt được thêm nhiều mạng mà. Đẹp thật sự luôn anh em ạ. Rất đẹp luôn anh em ạ, nó như kiểu là một cái kiếm ấy. Như một cái kiếm cực dài, siêu dài, nhìn ảo thật đấy. Ra một cái gì rồi? Có mấy cái máy bay không người lái này, máy bay tàng hình này. Đã lên thêm một cái đèn thì nó sẽ hợp lý hơn ha. Biết ngay mà máy bay tàng hình mà. Máy bay thường thì mình không xoắn, chỉ có ôi máu. Hay quá, đang cần máu luôn anh em. Ui lại có máu này, ngon. Xong rồi. Cười nhanh quá nhỉ. Nó có hơn 700 tiền. Mình quên chưa kịp mốt tiền ở đây. Có con Pelican này. Chính xác là mình cần cái con trời ơi, dưới này có mà không lấy này. Con soi bọn ấy anh em ạ, soi bọn tàng hình. Chúng ta khá là khó chịu cái bọn tàng hình ấy. Mình muốn soi để xem là nó đang ở đâu ấy để mình tiêu diệt nó cho nó nhanh anh em. Đây này, lại tàng hình đây. Clutter luôn thật sự. Đây. Vừa mới nói xong. Chưa kịp làm gì thì nó đã tàng hình xuất hiện ngay sau đít mình rồi. Khó chịu thật sự luôn nhỉ. The Butcher. Cái này nó chỉ bị vả vào đầu mình mà. Tội đoán được thế. Nhanh quá, vũ khí quá mạnh luôn anh em. Mình tưởng nổ vỡ mồm mình cơ. Nhưng không anh em ạ. Cái tháp đầu tiên là tháp gì nhỉ? À, tượng lượn tự do anh em nhá. Vào một nốt nhạc. Đúng rồi, trong vào một nốt nhạc mà. Bọn nó làm gì có tuổi, không đủ tuổi để đấu với mình luôn anh em ạ. Đan nè. Ok, con này thì cho dám vào bom đi, cho chết nhanh đi. Chiêu này gọi là chiêu tự sát anh em ạ. Tự sát và tự sát. Xuất hiện ở đầu tự sát ở đấy luôn. Không cho sống luôn ý, thật sự. Không muốn cho sống. Rồi ok, chúng ta sẽ có cái mũ để đeo vào cho nó đỡ bị chết được nhỉ. Méo có. Con này thì chắc để lần sau mình sẽ dùng nha anh em. Mình lên là 1.800 mà không cần phải mốt tiền đâu anh em ạ. Cái game này không cần phải mốt tiền đâu. Đó, nhìn thấy chưa? Mãi nồi. Nhưng mà bọn nó vẫn tăng hình anh em ạ.
Mình nghĩ mình vẫn cần một cái đèn để đèn pha chiếu sáng ở dưới đại dương. Mình không cần phải di chuyển đâu, nó sẽ tự động nó lao vào đó, nó đánh vào này thôi mà. Bọn nó sẽ khi nào nó gò gần rất là gần thì nó sẽ tự động nó bật lên, nó sẽ tự động nó hiện lên nhá. Mình cũng không cần nhất thiết là phải quá là ấy làm gì cả, quan tâm đến nó làm gì cả. Vào đây bạn ơi, tất cả bạn vào đây hết đi, tôi cần hết luôn. Trời ơi, quá đơn giản đúng không? Vào được hay không thôi. Quay, từ. Tưởng thế nào, tưởng mạnh mẽ thế nào, vào là chết rồi bạn ơi. Sydney, đây là cái bờ biển của bên Australia. Không phải Sydney, không vào đâu. Mình nhìn thôi chứ chúng ta nó khá là bá đạo ấy. Nhầm. Đấy, chúng ta đang thắng rồi anh em ơi. Thắng rất là nhanh luôn. Cho được thêm cái vỏ ốc. Không có ấy nhỉ. Mình nghĩ mình sẽ cần một cái không có thôi. Pelican, chim bồ nông à? Chim bồ nông để mai đi. Để mai hay là một ngày nào đấy đi. Như thế là sẽ hợp lý nhất rồi. Wow. Không phải là không bạn ơi. Cười tôm à? Các bạn nghĩ là các bạn vào được tôi chắc. Mình không thể bị đánh bại được anh em ạ. Mình xoay một vòng cho đẹp nhá. Nó quá dài. Cái này chắc con khủng nhất rồi. Mình thấy khủng hơn là bọn khủng long với rồng. Vì nó hơi bị ngắn đấy anh em. Càn quét luôn. Bây giờ thêm cái phát hiện tàng hình nữa là ngon. Vào đi nào bạn ơi. Sẵn sàng để chiến đấu chưa? Không thể nào mà có thể là chạm tới người mình được ấy, để mà có thể đánh bại mình được ấy. Boss à? Enemy boss. Boss là con gì nhỉ? Tự nhiên lại quên mất. Hình như boss lần này cũng chỉ là mấy con cá ghẻ ghẻ thôi này. Con cá ăn thịt piranha bằng máy móc thôi. Chỉ thế thôi. Làm sao cái hòm cứ có thể thoát được khỏi tay mình đúng không anh em? Quá bá luôn. Rồi chúng ta sẽ chơi thêm màn nữa đi. Chúng ta còn 3 loài nữa chưa review cơ. Nên anh em cứ yên tâm nhá. Không có mũ nhỉ. Tôi đang cần tìm một cái mũ cái mà không, nó không cho mình cái mũ luôn. Tìm ra cái mũ bây giờ. Nhìn đẹp thật sự luôn. Vào đây. Nhanh và luôn đi nào. Chúng ta gần như là bất khả chiến bại. Mình không thể nào bị động tới được ấy. Bá đạo quá. Bá đạo hạt gạo quá. Ôi trời, ý nó có thể xuyên được không? Nhưng mà mình nghĩ là đến bên ngoài là con này nó sẽ tự động và nó sẽ phóng ra sừng thôi. Ok, tấn công đi. Nhào vô đi. Rắn á. Rắn boss. Con này nó sẽ phân thân ra và khi mà bị tiêu diệt nó sẽ bị phân thân ra. Đang hơn này 2 mảnh rồi, 3 mảnh rồi. Hoàn hảo luôn anh em ạ. Đây là cái phòng thủ hoàn hảo luôn. Không thể đi đâu được ấy. Đi đâu cũng chết. Rồi thì chúng ta skip nhé. Xin chào anh em nhé.